Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên là tin về vùng áp thấp trên Biển Đông. Sáng nay, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã vượt qua đảo Palawan và đi vào Biển Đông. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm áp thấp trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm áp thấp cách bờ biển Bình Định đến Bình Thuận khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão số 9, đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa trong ngày 27 tháng 10. Trong những ngày tới, diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau là bão có thể sẽ còn thay đổi. Vì vậy, bà con Trung Bộ cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về bão cho các bản tin dự báo thời tiết hàng ngày. Trở lại với tình hình thời tiết ngày hôm nay trên đất liền, Bắc Bộ đang trong những ngày không có mưa, trời khô ráo, ban ngày thì có nắng ấm. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ đồng loạt tăng lên ngưỡng từ 23 cho tới 25 độ, riêng tại khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Về đêm thì nhiệt độ ở khu vực vùng núi hạ xuống chỉ trong khoảng từ 16 tới 18 độ có sương mù, riêng khu vực núi cao nhiệt độ vẫn thấp dưới 15 độ. Thủ đô Hà Nội cũng như các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cũng ở mức dưới 20 độ. Dự báo kiểu thời tiết ngày nắng hanh đêm se lạnh sẽ còn tiếp diễn ở miền Bắc trong vài ngày tới, thì mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành miền Trung. Trong 48 giờ qua, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định vẫn có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 250-500mm. Mưa to kéo dài đã khiến nhiều nơi thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi rơi vào tình trạng ngập lụt. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao, nên mưa sẽ còn kéo dài ít nhất đến ngày 25 tháng 10. Cụ thể, tại các khu vực từ Quảng Trị tới Phú Yên và Bắc Tây Nguyên, tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên, khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này thì đỉnh lũ trên sông Vu Gia Quảng Nam lên mức báo động 2, báo động 3. Sông Thu Bồn Quảng Nam, các sông ở Bình Định, Kon Tum lên mức báo động 1, báo động 2, có sông lên mức trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Dự báo từ 27 tới 29 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiễu động trong đới gió đông trên cao, kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 9, nên Trung Bộ sẽ xảy ra thêm một đợt mưa to đến rất to nữa. Với các tỉnh thành phố còn lại của Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, lại chịu ảnh hưởng của rãnh thấp 9 đến 12 độ vĩ Bắc. Vì thế trong chiều và tối nay cũng có mưa, có nơi mưa to và kèm theo dông mạnh. Do mưa sớm nên nhiệt độ tại khu vực này chưa có nhiều biến động. Tại Tây Nguyên là từ 28 đến 30 độ, còn Nam Bộ nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 30 đến 32 độ.